Hôm nay được nghỉ làm khỏe quá à. Đúng, thấy khỏe, làm thấy mệt quá à. Mình qua rủ Khánh Vy đi chơi đi. Khánh Vy ơi, ra chơi nè. Thôi, không đi đâu. Thôi, hôm nay chị Khánh Vy về, em không đi đâu. Sao giờ xinh quá ha. Đồn anh công tử giàu sang, tiền cung vàng em có út hồn xoàng. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh á, nhà em có vườn trái cây chất bánh á. Đôi trai tài ra sẵn kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lại lại. Trai thiết bò về, con gái thiết lỡ. Chuyện gì? Chị Khánh, hồi đó đi mua lùi lùi à. Thử làm một xíu coi để ai yêu em thiệt lòng.